Huấn luyện viên Philippe, huấn luyện viên trưởng của đội tuyển U22 Singapore. Còn trên màn hình của chúng ta vào lúc này là 11 cái tên trong đội hình xuất phát của U22 Malaysia. Những cái tên được thi đấu ngay từ đầu của U22 Malaysia gồm có thủ thành áo số 23 Azim Al-Amin, số 7 Mukhairi, số 2 Ruventhiran, số 3 Ubaidullah, số 5 Harith, số 6 Azam Azmi, số 10 Alip Iswan, số 13 Saravanan, số 14 Zikri, số 17 Siahi và số 22 là Hakimi. Huấn luyện viên trưởng của đội tuyển U22 Malaysia là người đang xuất hiện trên màn hình, ngồi chính giữa, ông Elavarasan. Chiến thắng tưng bừng trong trận đầu ra quân với tỷ số là 5-1 trước U22 Lào, đội bóng mà U22 Việt Nam của chúng ta đã phải rất vất vả mới có thể giành chiến thắng với tỷ số là 2-0, khiến cho giới chuyên môn đã sớm đánh giá về sức mạnh của U22 Malaysia. Nhưng càng thi đấu thì thầy trò huấn luyện viên Elavarasan lại càng bộc lộ những điểm còn hạn chế của mình, và cuối cùng thì họ đã không thể có cơ hội để góp mặt tại bán kết. Và nguyên nhân lớn nhất đó chính là việc họ đã thất bại ngay ở trận đấu đầu tiên trong hai trận khó khăn nhất của mình tại bảng đấu, gặp U22 Việt Nam của chúng ta và U22 Thái Lan. Trong cuộc đối đầu với hai đối thủ cạnh tranh trực tiếp tấm vé vào bán kết thì U22 Malaysia đều đã để thua trước U22 Việt Nam và U22 Thái Lan, và họ đành phải chấp nhận dừng bước ở vòng bảng năm nay. Trong khi đó tại SEA Games 32 thì đội tuyển U22 Singapore cũng không cho thấy được hình ảnh thực sự của mình giống như họ đã từng thể hiện trong quá khứ. Đây là giải đấu mà bóng đá Singapore đã tiến hành cải tổ và đưa ra rất nhiều những cầu thủ trẻ thuộc lứa tuổi U18, U19 hay là U20. Chính vì vậy mà việc đội bóng này không có được những kết quả tốt là điều tương đối dễ hiểu. Như vậy là hiệp 1 của trận đấu đã được bắt đầu. Trong 45 phút đầu tiên thì đội tuyển U22 Singapore trong bộ trang phục màu vàng sẽ bảo vệ khung thành phía bên tay phải màn hình của quý vị. U22 Singapore trong bộ trang phục màu đỏ sẽ bảo vệ cầu môn phía bên tay trái. Xét về lịch sử đối đầu thì thành tích giữa U22 Singapore và Malaysia tại đấu trường SEA Games là tương đối cân bằng, khi mà hai đội đều đã có một chiến thắng và hòa hai trận. Gần nhất thì tại SEA Games 31 hai đội cũng đã có kết quả hòa 2 đều. Ngày hôm nay thì một chiến thắng có lẽ là điều mà cả hai đều mong muốn hướng tới để có được một lời chia tay đẹp nhất với SEA Games 32. Đường truyền của Azam Azmi. Ngày hôm nay Azam Azmi đang sử dụng được ở vị trí tiền vệ phòng ngự. Đây là một cầu thủ có khả năng thi đấu khá đa năng và tùy thuộc vào yêu cầu của mỗi trận đấu, anh sẽ xuất hiện ở những vị trí khác nhau. Vẫn đang là một lối chơi tương đối quen thuộc của U22 Singapore với những quả phất bóng dài vượt tuyến. Nhưng sự hiệu quả của lối chơi này thì lại chưa cao. Chúng ta đã được kiểm chứng điều đó ở những trận đấu đã qua của đội bóng này. Một điểm duy nhất mà U22 Singapore có được đến trong trận đấu với các cầu thủ U22 Lào. Hai đội bóng được đánh giá là yếu nhất tại bảng B. Đó là một trận đấu nếu như U22 Lào may mắn hơn thì có lẽ U22 Singapore đã phải nhận một thất bại. Tình huống có sự góp mặt của Jared Gallagher. Vị trí sở trường của Jared Sin Gallagher là vị trí tiền vệ phòng ngự. Quả phạt góc dành cho cầu thủ Malaysia. Nguy hiểm, tôi không vào. Pha bỏ lỗi đáng tiếc của trung vệ Harith. Bóng đã trôi qua một loạt các cầu thủ của cả Singapore và Malaysia và tới với vị trí khá trống trải của trung vệ Mao số 5. Nhưng anh đã có cú dứt điểm đi ra bên ngoài cầu môn. Cơ hội ngon ăn đầu tiên trong trận đấu đã thuộc về phía đội bóng được đánh giá cao hơn, đó chính là cầu thủ U22 Malaysia. Tình huống lên bóng của các cầu thủ Singapore. Đây là Nicky Marvin. Nguy hiểm. Ngay lập tức đã có sự đáp trả từ phía cầu thủ U22 Singapore. Cú dứt điểm của Fatula. Fatula là một cầu thủ có lối chơi rất rắn trong trận đấu với U22 Việt Nam của chúng ta. Tiền vệ áo số 16 này đã có nhiều pha vào bóng ác ý, trong đó có cả những tình huống vào bóng bằng gầm giày hướng tới vùng cổ chân, mắt cá chân của cầu thủ U22 Việt Nam chúng ta. Nhưng rất may là anh đã không phải nhận thẻ đỏ. Những tình huống sóng gió liên tiếp về phía hai khung thành đang báo hiệu một trận đấu cởi mở và hấp dẫn giữa U22 Singapore và Malaysia. Đường chuyền của Ubaidullah. Đây là cầu thủ đã ghi một bàn thắng nhưng đã đốt lưới nhà trong chiến thắng 5-1 của đội tuyển U22 Malaysia trong trận đấu ra quân tại SEA Games năm nay gặp U22 Lào. Và đó là một trong những trận đấu có nhiều điều thú vị nhất tại SEA Games 32 này, khi 3 trong tổng số 6 bàn thắng của trận đấu tới từ những tình huống phản lưới nhà. Đường chuyền của Rubén đưa bóng vào trong nhưng đã không có cầu thủ áo vàng có thể tiếp cận trái bóng trong tình huống vừa rồi. Rất đáng tiếc cho Malaysia. Người đã có đường căng ngang thuận lợi đó là Saravanan. Bóng được mở sang bên phía cánh trái với một tình huống khống chế và chuyền bóng cực kỳ hợp lý của cầu thủ mang áo số 2 Ruventhiran. Ubaidullah. Đây là Harith. Ngày hôm nay trước một đối thủ bị đánh giá thấp hơn, cầu thủ Malaysia quyết định thi đấu với chỉ 3 cầu thủ thực sự ở hàng phòng ngự. Và như vậy đồng nghĩa với việc khả năng tấn công biên của cầu thủ áo vàng sẽ được tăng với con số rất nguy hiểm. Đó là cơ hội biểu lỡ đáng tiếc của Saravanan. Trận đấu mới diễn ra được 6 phút và khung thành của U22 Singapore đã liên tục bị đặt trong tình trạng báo động. Những tình huống triển khai từ hai cánh của Malaysia đang rất nguy hiểm. Dứt điểm. Một cú ra chân từ rất xa. Tiếc là bóng đã đi không chính xác. Người vừa dứt điểm là đội trưởng Muhammad Mahadi. Có thể thấy U22 Malaysia có khá nhiều những phương án để tiếp cận khung thành đối phương. Họ có thể đưa bóng vào trong từ hai cánh. Họ cũng có thể thực hiện những tình huống dứt điểm tầm xa nguy hiểm như vừa rồi. Chúng ta đang được xem lại tình huống đánh đầu chuyền bóng của Ruventhiran. Một thế trận tấn công áp đặt đang được các cầu thủ U22 Malaysia tạo ra. Điều quan trọng vào lúc này là họ có thể cụ thể hóa được thời lượng kiểm soát bóng và những cơ hội nguy hiểm của mình hay không. Bóng đến chân các cầu thủ U22 Singapore. Hơi chần chừ. Nhưng dù sao thì nỗ lực vừa rồi cũng đã giúp cho đội bóng áo đỏ được hưởng một quả đá phạt. Người vừa bị phạm lỗi là Nicky Marvin. Tình huống truy cản là của Muhammad Basha, số 17 bên phía U22 Malaysia. Ở những trận đấu đã qua thì những tình huống cố định của U22 Singapore luôn tiềm ẩn khá nhiều sự nguy hiểm. Họ có những cầu thủ có chiều cao tốt để có thể thực hiện những tình huống treo bóng bổng và đánh đầu. Một cự ly và cú sút khá lý tưởng dành cho cao thủ Singapore, nhưng bóng không qua được hàng rào chắn. Cú sút vừa rồi bóng đã chạm vào người của Hakimi. Người đá cao nhất trên hàng tấn công của cao thủ U22 Malaysia trong trận đấu ngày hôm nay là tiền đạo mang số 10 Alip Iswan. Ở trận đấu chia tay SEA Games 32 này, huấn luyện viên Elavarasan đã quyết định lựa chọn Alip Iswan thay vì cầu thủ mang áo số 15 Fergusoni. Sau tình huống để bóng bật vào người có vẻ như đã hơi bị choáng và đã cần tới sự chăm sóc của các nhân viên y tế. Một cú sút với lực khá căng của Andrew Jong. Azim khá mạo hiểm, nhưng pha chuyền bóng bởi phần sân nhà mạo hiểm của thủ thành Azim Al-Amin cùng với các đồng đội. Phản công cho U22 Malaysia. Chuyền của Ruventhiran cho Saravanan. Mukhairi không được. Pha phối hợp bật tường trung lộ không tốt của bộ đội trưởng Mukhairi và tiền vệ phòng ngự Azam Azmi. Đó là tình huống chơi xấu của Nicky Marvin. Thẻ vàng đã được rút ra dành cho cầu thủ mang áo số 15 này. Một tình huống chơi xấu và đã không thể vượt qua được con mắt của trọng tài Hassan Akrami. Thẻ vàng dành cho Nicky Marvin là chính xác. Nicky Marvin đã có được một bàn thắng ở SEA Games 32 này. Thế trận áp đảo vẫn đang thuộc về phía cao thủ áo vàng U22 Malaysia. Đây cũng là điều đã nằm trong dự đoán của giới chuyên môn. Bóng vừa chạm vào đầu của Nicky Marvin. Azam Azmi. Khá điềm tĩnh của các cầu thủ U22 Malaysia. So về chất lượng nhân sự thì đội bóng này rõ ràng là được đánh giá cao hơn so với đối thủ. Tình huống làm tường bằng đầu rất tốt của cầu thủ U22 Malaysia. Tiếc rằng đồng đội của anh là Hakimi đã không thể có được một tình huống khống chế thành công. Một quả ném biên cho U22 Singapore. Mukhairi Saravanan. Tuyến đây. Một pha phối hợp theo bài rất hay của cầu thủ Malaysia. Bóng được chuyền ra cánh rồi bất ngờ được trả ngược trở lại được chuyền ra cánh trung lộ để cho Tuyến Hai băng lên dứt điểm. Ngược trở lại khu vực trung lộ để cho Tuyến Hai băng lên dứt điểm. Dứt điểm của Siahi đã không trúng tầm bóng, dứt điểm của khiến cho bóng đi đã không trúng tầm bóng, so với khung thành đi lệch môn Azin rất xa, so với khung thành của thủ môn Azin. Siahi tại SEA Games năm nay cũng có được một bàn giống như tiền đạo Nicky Marvin, cũng có được một bàn giống như được tiền đạo Nicky Marvin, nhưng Nicky Marvin ghi bàn danh dự khác nhau. Trong Nicky Marvin ghi bàn danh dự của trong trận thua U22 Singapore trước U22 Thái Lan, Singapore trước U22 Thái Lan. Vẫn là cầu thủ Malaysia không dứt điểm ngay, và đó là động tác giả Mukhairi. Không dứt điểm ngay và đó là động tác giả Mukhairi. Saravanan rất kỹ thuật, tình huống dứt điểm kỹ thuật bằng lòng trong chân phải, một tình huống dứt điểm kỹ thuật bằng lòng trong chân phải của tiền vệ Mao số 13 hay hơn đã có được bàn thắng mở tỷ số ở phút thứ 15 hay hơn đã có được bàn thắng mở tỷ số ở phút thứ 15. Có được bàn thắng vừa lên dẫn trước là điều việc mà có được bàn thắng vừa lên dẫn trước là điều cùng với những trợ lý của mình Elavarasan cùng với những trợ lý của mình sẽ lại pha xử lý của Hakimi. Suy đoán từ trước chúng ta được chuyền như số 22 của Hakimi dứt điểm, nhưng anh đã được chuyền như số 22 cho đồng đội dứt điểm, nhưng anh đã chuyền bóng và cuối cùng chúng ta sẽ pha xử lý cực hay, và cuối cùng chúng ta vòng vây của số đông cực hay trong vòng vây của số đông cầu thủ áo đỏ. Saravanan cầu thủ áo đỏ và xử lý và dứt điểm giữa bốn cầu thủ áo đỏ và tạo ra một quỹ đá ra ngoài tầm với trái bóng của thủ môn, đá ra ngoài tầm với Azin và 1-0 thủ môn dành cho cầu thủ Malaysia và 1-0 dành cho cầu thủ Malaysia. Bàn thắng của Saravanan được ghi ở phút thứ 14 của Saravanan được ghi ở phút thứ 14 của trận đấu sau rất nhiều những nỗ lực dồn ép của U22 sau rất nhiều những nỗ lực dồn ép của hệ thống phòng ngự của U22 Singapore rõ ràng đã gặp vấn đề, không chỉ ở các cầu thủ thi đấu ở hàng sau mà ngay cả các tiền vệ của họ cũng đã rất mất tập trung khi trong tình huống mở tỷ số 3 cầu thủ áo đỏ vẫn để cho một cầu thủ Malaysia vượt qua. Đây là chủ nhân của pha xử lý mang tới bàn thắng mở tỷ số trong trận đấu ngày hôm nay cho cầu thủ Malaysia. Một pha xử lý rất bình tĩnh và đẳng cấp. Tự tin đi bóng vào trung lộ và thực hiện cú cưa lòng đi vào giữa bốn cầu thủ áo đỏ và loại bỏ thủ thành Azin. Tiếp tục là một tình huống xử lý khá tốt của các cầu thủ U22 Malaysia. Cầu thủ mang áo số 22 Hakimi đã có một tình huống qua người rất mềm mại và uyển chuyển. Chỉ tiếc rằng quyết định dứt điểm sau đó của anh thì lại chưa thực sự hợp lý mà thôi. U22 Malaysia không hề có dấu hiệu muốn dừng lại. Họ vẫn đang tràn lên tấn công để tìm kiếm thêm những bàn thắng. Bóng đến chân của Saravanan. Cầu thủ áo số 13 của Malaysia rất khỏe. Khả năng tranh chấp của cầu thủ này là vô cùng ấn tượng. Đây là tình huống mà số 13 Saravanan đã phạm lỗi với cầu thủ bên phía U22 Singapore. Và phạm lỗi giữa hai cầu thủ cùng mang áo số 13 Andrew Jong của U22 Singapore. Trọng tài vừa rồi đã không bắt lỗi cao chân của Ruventhiran. Trọng tài xác định cầu thủ Singapore đã phạm lỗi. Một quả đá phạt dành cho U22 Malaysia. Andrew Jong đã có tình huống phạm lỗi trong pha tranh chấp trên không vừa rồi. Đường chuyền ngang sai địa chỉ, khá đáng tiếc của cầu thủ U22 Malaysia. May mắn cho họ là đã không có cầu thủ áo đỏ nào tận dụng được tình huống vừa rồi. Rất bình tĩnh. Bóng đến chân của Azam Azmi. Một đường chuyền dài của cầu thủ mang áo số 6. Bóng đi quá sâu. Ruventhiran dù rất cố gắng băng lên nhưng đã không thể theo kịp đường chuyền vừa rồi. Harith. Trong khi cầu thủ U22 Singapore đang thi đấu với sơ đồ chiến thuật 4-1-4-1 thì cầu thủ U22 Malaysia với khả năng tấn công tốt hơn của mình, họ đang sử dụng sơ đồ chiến thuật đó là 3-4-3. Hakimi. Bóng chạm chân của trung vệ Inhan. Đây là Inhan. Inhan và Kiran Chia ngày hôm nay sẽ là bộ đôi trung vệ của cầu thủ Singapore, thay vì bộ đôi quen thuộc ở những trận đấu trước là Kiran Chia và Babin. Gần một nửa thời gian hiệp một trận đấu đã trôi qua và cầu thủ U22 Malaysia đã có được bàn thắng, vươn lên rất trước với một pha xử lý và dứt điểm đẳng cấp của Saravanan. Mukhairi, đội trưởng của Malaysia, đang là người đứng trước quả đá phạt góc này. Hai đội đang có thể hình khá tương đồng, bởi vậy cũng khó để có thể nói rằng là bóng bổng là lợi thế của đội bóng nào. Mukhairi. Nguy hiểm. Dứt điểm. Quá chậm. Trước đó đã có cơ hội để dứt điểm dành cho Siahi. Tiền vệ áo số 17 có cơ hội để ghi bàn thắng thứ hai của mình ở SEA Games 32 nhưng anh đã bỏ lỡ. Chúng ta hãy cùng xem lại pha bóng lộn xộn trước khung thành của thủ môn Azin. Cả Siahi và người đồng đội của mình là Zikri đều đã không thể thực hiện cú dứt điểm mang bàn thắng thứ hai về cho cầu thủ Malaysia. Azam Azmi. Một tình huống cài người và che chắn rất kín của hậu vệ cánh Fasli. Ngày hôm nay bên phía U22 Singapore, huấn luyện viên Philippe có khá nhiều những sự điều chỉnh, không chỉ về danh sách đội hình xuất phát mà cả ở vị trí cầu thủ thi đấu trên sân. Người đá ở vị trí trung phong cắm của U22 Singapore ngày hôm nay không phải là một tiền đạo thực thụ mà đó là một tiền vệ cánh Nicky Marvin. Trong khi hậu vệ cánh Andrew Jong được đẩy lên rất cao, đá với vai trò là một tiền vệ. Mukhairi, ba tiền đạo của cao thủ U22 Malaysia trong trận này đó là số 10 Alip Iswan, số 22 Hakimi và số 13 Saravanan. Sơ đồ chiến thuật 3-4-3 mà huấn luyện viên Elavarasan đang áp dụng đã phát huy hiệu quả khi cao thủ áo vàng đã chứng tỏ được sự tấn công mạnh mẽ của mình, nhưng mà họ mới chỉ có được một bàn thắng sau 4 đến 5 cơ hội nguy hiểm mà mình đã có được. Các cầu thủ Malaysia không gặp quá nhiều khó khăn để trong việc thu hồi bóng. Họ đang ngăn chặn rất tốt những tình huống triển khai của U22 Singapore và buộc đối thủ phải thực hiện nhiều những đường chuyền dài. Chúng ta không nhìn thấy những sự áp sát và lối chơi quyết liệt của các cầu thủ U22 Singapore. Các trung vệ của Malaysia thường xuyên có những tình huống cầm bóng và dâng cao như vừa rồi. Tình huống dâng cao của số 3 Muhammad Ubaidullah. Tình huống đảo cánh của các cầu thủ áo vàng. Khá tốt. Dứt điểm tuyến này. Chưa thể có bàn thắng thứ hai cho U22 Malaysia. Có vẻ như bóng đã chạm vào người một cầu thủ áo đỏ trước khi đi ra ngoài sân. Một tình huống dứt điểm uy lực của Mukhairi. Bóng được nhả ra là tương đối vừa tầm cho đội trưởng mang áo số 7 bên phía U22 Malaysia. Tiếp tục là một quả đá phạt góc nữa. Và người thực hiện sẽ là Alip Iswan. Alip chính là người đã có những tác động và khiến cho thủ môn Quan Văn Chuẩn có một tình huống bắt bóng lập bập trong trận đấu với đội tuyển U22 Việt Nam của chúng ta. Vẫn đang là những sóng gió về phía khung thành của thủ môn Muhammad Yazid. Vẫn đang là những sơ sót trong khâu kèm người của các cầu thủ U22 Singapore. Không dứt điểm ngay, đưa bóng vào trong. Tình huống tạt bóng có điểm rơi rất tốt, rất may cho U22 Singapore. Tình huống đánh đầu ở góc gần của số 5 Harith. Chúng ta sẽ cùng xem lại pha bóng này. Một tình huống tạt bóng có điểm rơi cực kỳ chính xác. Và thủ môn Muhammad Yazid đã có một pha cản phá bằng chân để cứu thua cho U22 Singapore. Tỷ số vẫn đang là 1-0 nghiêng về phía U22 Malaysia. Nếu cứ duy trì được skip giống như kể từ đầu trận thì có lẽ cầu thủ áo vàng sẽ có thể khép lại hiệp 1 với nhiều hơn một bàn thắng. Vừa rồi thì trung vệ Harith đã phát huy được chiều cao của mình và thực hiện một cú đánh đầu khá hiểm. Bóng đi sát cột, nhưng may mắn cho U22 Singapore, thủ thành Azin đã kịp thời cứu thua bằng chân. các cầu thủ của U22 Malaysia cũng đã có sự chuẩn bị khá kỹ lưỡng cho SEA Games 32. Bằng chứng là họ đã nhập cuộc tưng bừng với chiến thắng 3-1 trước U22 Lào. Mục tiêu của cầu thủ Malaysia đó là vượt qua vòng bảng vào bán kết, thậm chí là vào chung kết. Tuy nhiên, thất bại trước cầu thủ U22 Việt Nam của chúng ta và sau đó là trận thua tiếp theo trước cầu thủ U22 Thái Lan đã khiến cho cơ hội để vượt qua vòng bảng là không còn đối với thầy trò huấn luyện viên Elavarasan. Và chúng ta hãy cùng một lần nữa chiêm ngưỡng lại pha xử lý tự tin và dứt điểm của Saravanan. Quá hiểm học, bóng bay theo một quỹ đạo rất cong và chạm vào mép trong cầu dọc khung thành của thủ môn Azim. Cho đến thời điểm này tại SEA Games 32, tiền đạo Nguyễn Văn Tùng của U22 Việt Nam và tiền vệ Fasha của U22 Indonesia đang là những người dẫn đầu danh sách ghi bàn với 4 pha lập công. Tiếp theo hiện đang có 4 cầu thủ đã có 3 bàn thắng, trong đó có 2 cầu thủ của Thái Lan là Tirasak và Josakon, và 2 cầu thủ còn lại đó là tiền đạo Sananta của U22 Indonesia và tiền đạo Tetheswe của U22 Myanmar. Azim Mukhairi, đường truyền khá tốt của Mukhairi và quyền đá biên thuộc về cầu thủ Malaysia. Quá người, đó là pha xử lý của Hakimi. Tuyệt vời, lại là một cú dứt điểm vọt xả nữa. Đây là lần thứ 3 kể từ trận Siahi tung ra những cú dứt điểm nhưng đều không gây ra nguy hiểm với khung thành của thủ môn Azin. Cú dứt điểm lần này rất nhanh của Siahi. Zikri vừa rồi đã có pha xử lý không tốt và anh đã ra dấu xin lỗi các đồng đội. Zikri là một trong 3 hậu vệ của U22 Malaysia trong trận này, bên cạnh người đá trung tâm hàng phòng ngự là số 5 Harith và lệch trái là số 3 Ubaidullah. Chúng ta có thể nhìn thấy đang có khá đông các cổ động viên của đội tuyển U22 Việt Nam trong những chiếc áo cơ đỏ sao vàng đã có mặt trên khán đài của sân vận động Hoàng Tử. Đường chuyền của Rizan, Inhan, cơ hội dành cho cầu thủ Malaysia. Hakimi, tình huống 3-3 nhưng xử lý hơi chậm. Vẫn còn, lần này cú cứ lòng của Saravanan, bóng đã đi thiếu chính xác. Một động tác dứt điểm tương tự với bàn mở tỷ số của anh nhưng bóng đi trên khung thành của thủ môn Azin. Ruventhiran, vẫn là cầu thủ Malaysia. Các cầu thủ Malaysia đang cho thấy khả năng tranh chấp tay đôi tương đối ấn tượng. Họ thường xuyên giành chiến thắng trong những tình huống tranh chấp 50-50. Không được. Cơ hội phản công đã qua đi với các cầu thủ U22 Singapore. Ruventhiran, Muhammad Samsun tạt bóng vào trong, rất nguy hiểm. Đường tạt bóng hơi sâu đã vô tình trở thành một cú dứt điểm cực kỳ nguy hiểm của các cầu thủ U22 Malaysia. Bóng vừa rồi đã chạm sang ngang khung thành của thủ môn Yazid. Quả thực là việc mới bị thủng lưới một bàn đến thời điểm này là điều quá may mắn đối với U22 Singapore. Chúng ta cùng một lần nữa xem lại quả tạt hỏng nhưng chút nữa đã trở thành một bàn thắng đẹp mắt. Đó là pha xử lý của Ubaidullah, hậu vệ áo số 3. Và cũng chút nữa thôi anh đã có được bàn thắng thứ 2 của mình ở SEA Games năm nay. Luyện viên Philippe của U22 Singapore vẫn đang tích cực ghi chép, và có lẽ những ghi chép đó sẽ được ông sử dụng ở kỳ SEA Games tiếp theo. Giải đấu năm nay thì U22 Singapore đã chắc chắn bị loại, nhưng đây vẫn là một tập thể với nhiều những cầu thủ trẻ và có thể phát triển ở kỳ SEA Games tổ chức tại Thái Lan. Và xử lý cá nhân. Rizan, đội trưởng Harith Rizan là một trong những người hoạt động rất rộng bên phía cầu thủ Singapore kể từ đầu trận. Ruven, pha phối hợp không ăn ý giữa Ruven và Siahi. Siahi di chuyển mở rộng sang bên phía cánh trái, còn đường chuyền xuống của Rivan thì lại là một đường chuyền cho pha băng xuống đáy. Đã có dấu hiệu bị căng cơ của trung vệ Kiran Chia. Kiran Chia là một trong những hậu vệ có khả năng chống bóng bổng tốt nhất bên phía cầu thủ U22 Singapore. Điều đó đã được thể hiện xuyên suốt trong 3 trận đấu đã qua của Singapore tại SEA Games lần này. Nếu như Kiran Chia không thể tiếp tục thi đấu thì đó sẽ là một sự mất mát rất lớn đối với U22 Singapore. Trận đấu ngày hôm nay thì họ cũng đã không có được một trụ cột là Jordan Efa, cầu thủ mang áo số 17 thi đấu ở vị trí tiền đạo. Cầu thủ này đã bị đau trong trận đấu với U22 Lào và hôm nay không đá chính ngay từ đầu. Kiran Chia vẫn chưa thể tiếp tục trận đấu và đang cần tới sự chăm sóc của các nhân viên y tế. Đã trôi qua được hơn 36 phút và tỷ số đang là 1-0 nghiêng về U22 Malaysia. Nếu như đội bóng áo vàng may mắn hơn thì có lẽ họ đã có thể có được cách biệt từ 2 đến 3 bàn rồi. Inhan là người thực hiện quả ném biên cho U22 Singapore. Cơ hội có thể dứt điểm, không vào. Người chiến thắng là thủ môn Muhammad Yazid. Cơ hội không thể tuyệt vời hơn để cho Hakimi có thể có được bàn thắng trong trận đấu ngày hôm nay. Đồng đội của anh đã có một pha kiến tạo cực kỳ thuận lợi. Hakimi đã có cơ hội để lựa chọn góc dứt điểm và thậm chí là với một khoảng trống trước mắt, khả năng vượt qua thủ môn đối phương để đưa bóng vào trong thành đã bỏ trống là cũng rất dễ để thực hiện. Nhưng cú dứt điểm của Hakimi lại đi trúng vào thủ môn Aizin. Chúng ta cùng xem lại pha kiến tạo. Đó là tình huống kiến tạo của Alip Iswan. Trước đó thì cầu thủ mang áo số 5 Kiran Chia cũng đã có một tình huống phá bóng tương đối long ngóng khi đưa bóng vào chân của cầu thủ Malaysia. Trung vệ Inhan vừa rồi đã dâng lên rất cao để tấn công và anh đã tự vấp bóng. So với những ngày thi đấu trước đây ở khung giờ này thì thời tiết ngày hôm nay ở Campuchia có phần dịu hơn. Nhiệt độ hiện tại đang ở vào tầm khoảng 35 độ C, tức là thấp hơn 2 so với 3 độ so với những ngày nắng nóng trước đây. Đường chuyền hỏng của Fatula. Azim. Đây là Zikri. Nếu như giành chiến thắng trong trận đấu ngày hôm nay thì cầu thủ U22 Malaysia sẽ kết thúc SEA Games 32 với 6 điểm. Thành tích của họ sau 4 trận đấu tại vòng bảng sẽ là 2 trận thắng và 2 trận thua. Hakimi. Quyết định dứt điểm ngay khá nguy hiểm của Hakimi và thủ thành Azin đã buộc phải đấm bóng ra. Một cú dứt điểm tự tin từ ngoài vòng cấm của tiền đạo mang áo số 22. Chúng ta hãy cùng xem lại. Một tình huống dứt điểm cho thấy sự tự tin của cầu thủ U22 Malaysia lúc này là đang rất lớn. Lại thêm một quả phạt góc nữa dành cho cầu thủ Malaysia. Bóng chạm chân của trung vệ Kiran Chia. Như vậy là Kiran Chia dù đã có dấu hiệu bị căng cơ nhưng sau khi được sự chăm sóc của các nhân viên y tế đã có thể tiếp tục quay trở lại sân và giúp cho huấn luyện viên Philippe ở thời điểm hiện tại vẫn chưa thực sự phải đau đầu với vấn đề ở hàng phòng ngự. Mặc dù đang có mặt trên sân thì nhưng Kiran Chia lại vừa liên tiếp có những tình huống xử lý tương đối lóng ngóng và lúng túng trước những tình huống hãm thành của U22 Malaysia. Một tình huống chọc khe nguy hiểm, đưa bóng vào trong, không vào. Tiếp tục là một tình huống bỏ lỡ nữa của U22 Malaysia. Những phút thi đấu cuối hiệp 1 và tốc độ đang được đẩy cao hơn. Đánh nào, không vào. Như vậy là đã có bàn thắng thứ hai cho U22 Malaysia. Người lập công là Siahi. Một tình huống dứt điểm cận thành của cầu thủ mang áo số 17 nâng tỷ số lên 2-0 cho U22 Malaysia. Đó là một bàn thắng hợp lệ của Siahi và đây là pha lập công thứ hai của anh tại SEA Games lần này. Thủ thành Azin chỉ có thể phản xạ được trong cú dứt điểm đầu tiên, tình huống đánh đầu của Ubaidullah. Như vậy là ở góc máy quay vừa rồi thì chúng ta thấy là các trọng tài đã có lý. Góc quay chậm vừa rồi cho thấy Siahi đã ở trong thế việt vị sau cú đánh đầu của Ubaidullah và tỷ số hiện vẫn chỉ là 1-0 nghiêng về phía cầu thủ Malaysia mà thôi. Trợ lý của trọng tài Hassan Akrami đã quan sát rất chính xác trong tình huống bắt việt vị vừa rồi. Hơi thiếu quân số trong tình huống phản công của U22 Singapore. U22 Malaysia chưa thể có bàn thắng thứ hai, thế nhưng có lẽ là đội bóng này cũng không cần phải quá tiếc nuối. Với những sức ép liên tục đang được tạo ra thì việc họ nâng tỷ số có lẽ chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Zikri. Một trận đấu vô thưởng vô phạt, bởi vậy cầu thủ của cả hai bên cũng không có lý do gì để mà phải thi đấu hết sức mình. Thêm một cú cứa lòng không thành công nữa của Saravanan. Sau pha cứa lòng đẳng cấp ghi bàn thắng mở tỷ số ở phút thứ 15 thì tiền đạo áo số 13 của Malaysia đã liên tiếp thực hiện những cú dứt điểm với kỹ thuật tương tự, nhưng cả hai lần dứt điểm sau đó những cú cứa lòng của Saravanan đều đưa bóng đi chệch khung thành. Hiệp 1 đang dần trôi về những phút cuối và nhiều khả năng tỷ số sẽ là 1-0 nghiêng về phía U22 Malaysia khi hiệp 1 khép lại. Pha xử lý hay của hậu vệ Fasli. Mukhairi rất nguy hiểm, bóng đã chạm mép trên sang ngang khung thành của thủ môn Azin. Cú sút xa chất lượng đầu tiên trong trận đấu ngày hôm nay của cầu thủ U22 Malaysia. Bóng đã chạm mép trên sang ngang khung thành của cầu thủ Singapore. Một cú ra chân với lực và quỹ đạo bay cực kỳ khó chịu của đội trưởng Mukhairi. Ngoài một bàn thắng mở tỷ số của Saravanan, cầu thủ U22 Malaysia trong hiệp đấu này đã có một tình huống dứt điểm chạm sang ngang, một tình huống dứt điểm. Như vậy là hai tình huống chạm sang ngang, trước đó là tình huống tạt bóng nhưng lại trở thành cú dứt điểm hiểm hóc của Ubaidullah, và cùng với đó là ít nhất 5 tới 6 cơ hội nguy hiểm nữa. Nhưng số bàn thắng mà họ có được tới thời điểm này mới chỉ dừng lại ở con số 1, quá khiêm tốn so với số cơ hội nguy hiểm mà cầu thủ áo vàng đã tạo ra. Phút thi đấu chính thức cuối cùng của hiệp 1 và với tỷ số và thế trận như hiện tại có vẻ như nó cũng làm hài lòng các cầu thủ Malaysia. Siahi, bóng không tới được vị trí của Zikri, nhưng ngay cả khi có bóng thì những đường chuyền của cầu thủ Singapore cũng có chất lượng rất thấp. Thời gian bù giờ của hiệp 1 là 3 phút. Quả ném biên dành cho cầu thủ Malaysia và phối hợp chống biên không thành công của Ruventhiran và Saravanan. Saravanan, Azam Azmi, Harith, Mukhairi. Mukhairi có thể hình rất lý tưởng của một cầu thủ ở lứa tuổi U22. Thêm một đường chuyền hỏng nữa từ phía cầu thủ ở Singapore, pha xử lý của Eliza. Kiran Chia. Tình huống cắt bóng chủ động của cầu thủ phòng ngự bên phía U22 Malaysia. Đội hình của đội bóng áo vàng đang được đẩy lên rất cao, trái ngược với những sự co cụm của U22 Singapore. Tình huống mở bóng rất sâu và tất nhiên là không thể theo kịp được đường chuyền vừa rồi. Đây là Harith, hai quan. Cầu thủ đã suýt chút nữa có được bàn thắng từ một tình huống tạt bóng bên phía cánh trái của mình. Một hiệp đấu rất kém may mắn của U22 Malaysia. Rất khỏe. Đó là số 2 Ruventhiran. Bóng đến chân của Saravanan, đưa bóng vào trong, đánh đầu. Và như vậy là tỷ số đã được nâng lên thành 2-0. Không thể có một sự thay đổi nào trong quyết định của trọng tài nữa. Bàn thắng chắc chắn là hoàn toàn hợp lệ. Một tình huống đưa bóng vào trong có điểm rơi rất tốt của Saravanan. Và cú đánh đầu sau đó thì cũng cực kỳ chính xác. Trong một cơ hội ngon ăn hơn thì Mukhairi, Hakimi đã bỏ lỡ, nhưng lần này thì anh đã có một tình huống đánh đầu ngược với hướng di chuyển của thủ thành Azin. Và 2-0 đến với cầu thủ U22 Malaysia ở những giây bù giờ cuối cùng của hiệp 1, phút bù giờ thứ 3. Thực sự như hiệp 1 của trận đấu này, cầu thủ Malaysia họ dứt điểm tốt và may mắn thì có lẽ phải có ít nhất 5 đến 6 bàn thắng rồi. Có lẽ hiệp 1 sẽ khép lại với tỷ số là 2-0. Một tỷ số hoàn toàn thuyết phục dành cho cao thủ Malaysia, nhưng còn quá khiêm tốn so với số cơ hội nguy hiểm mà đội bóng áo vàng đã tạo ra. Và tiếng còi kết thúc hiệp 1 trận đấu của trọng tài người Iran, ông Akrami Hassan đã vang lên. Hai đội rời sân tạm nghỉ khoảng 15 phút và chúng ta sẽ còn tiếp tục quay trở lại với sân vận động công ở các phút thứ 15 của Saravanan và ở phút thứ 45+3 của Hakimi. Hiệp 1 là một hiệp làm việc quá vất vả đối với thủ thành Aizin. Ngoài việc phải nhận 2 bàn thua thì anh đã phải đối mặt với gần chục cú sút nguy hiểm từ phía đối thủ. Trong số đó có 2 tình huống bóng đã chạm sang ngang với những pha xử lý của hậu vệ Ubaidullah hay là của tiền vệ đội trưởng Mukhairi. Một trận đấu mà chỉ còn ý nghĩa là thi đấu vì danh dự và chia tay SEA Games 32 của cả U22 Malaysia và U22 Singapore, nên cả hai đội đã thi đấu với một thế trận mở, không toàn tính, nhưng đẳng cấp của cầu thủ Malaysia là vượt trội. 2 bàn là còn quá ít so với những cơ hội mà họ đã có được trong hiệp 1 và cũng không loại trừ khả năng trong hiệp 2. Một thế trận tương tự cũng sẽ được lặp lại và chúng ta sẽ cùng chờ đợi vào khả năng chuyển hóa cơ hội thành bàn thắng tốt hơn từ phía cao thủ áo vàng và cũng chờ đợi những sự đáp trả từ phía cao thủ U22 Singapore. Đội bóng trước khi bước vào lượt trận này mới chỉ có được 1 điểm và đó là 1 điểm có được sau trận hòa trước cao thủ U22 Lào. Đây là những cầu thủ đã ghi bàn ở trong hiệp 1. Tiền đạo mang áo số 22 Hakimi với một cú đánh đầu không căng nhưng lại ngược với hướng di chuyển của thủ môn đối phương đã ghi bàn ấn định tỷ số 2-0 của hiệp 1 ở những giây đá bù giờ cuối cùng của hiệp đấu. Và trước đó là pha xử lý cứa lòng đẳng cấp của tiền đạo Saravanan. Đầu hiệp 2, số 9 Siahi đã được tung vào sân. Một sự điều chỉnh trên hàng tiền đạo từ phía cầu thủ U22 Singapore. Và người rời sân là cầu thủ mang áo số 10 Eliza Yong Lim. Một hiệp đấu nhạt nhòa của cầu thủ mang áo số 10 bên phía U22 Singapore. Anh không để lại nhiều dấu ấn trong một thế trận bế tắc của U22 Singapore. Nếu như may mắn hơn thì đội trưởng Mukhairi của U22 Malaysia cũng đã có thể có cho mình một bàn thắng. Một pha dứt điểm rất đẹp mắt đưa bóng đi chạm sang ngang khung thành của U22 Singapore. Và hiệp 2 của trận đấu đã được bắt đầu. Những đường lên bóng tương đối đơn điệu và dễ bị bắt bài của các cầu thủ U22 Singapore. Tình huống bật nhả khá tốt, nền tảng thể lực sung mãn đang giúp cho các cầu thủ U22 Malaysia thường xuyên có những tình huống tranh chấp tay đôi thành công. Họ không ngại va chạm. Đẩy bóng hơi dài. Vẫn đang là các cầu thủ Malaysia dứt điểm ngay. Đó tiếp tục là một tình huống ra chân nữa của đội trưởng Muhammad Mukhairi. May mắn vẫn chưa đứng về số 7 bên phía U22 Malaysia. Trong hiệp 1 thì ngoài 2 bàn thắng, mọi thông số khác các cầu thủ U22 Malaysia đều vượt trội so với đối thủ, cả về thời gian kiểm soát bóng, về số cơ hội nguy hiểm và riêng về chỉ số phạt góc thì họ áp đảo hoàn toàn. Cả 7 quả phạt góc trong hiệp 1 đều thuộc về phía cầu thủ U22 Malaysia. Tiếp tục là một tình huống dứt điểm tuyến hai. So với cú dứt điểm đưa bóng chạm sáng ngang trong hiệp 1 thì tình huống vừa rồi Mukhairi đã thay đổi cách dứt điểm của mình, bóng đi hiểm hóc hơn, đập đất. Và chúng ta có lẽ sẽ phải dành lời khen cho thủ môn Muhammad Aizin trong tình huống cản phá này. Còn đây là pha phạm lỗi đối với cầu thủ mang áo số 17 Siahi. Một quả đá phạt trực tiếp với một góc sút, một cự ly là lý tưởng nhất kể từ đầu trận dành cho cầu thủ Malaysia. Và chúng ta sẽ cùng kiểm nghiệm xem là trong cơ hội này với một tình huống rất thuận lợi cho một pha sút thẳng, cầu thủ áo vàng sẽ tận dụng như thế nào đây. Dứt điểm ngay, không vào. Bóng đi hơi cao một chút so với khung thành của U22 Singapore. Giống như hiệp đấu đầu tiên thì một thế trận áp đảo hoàn toàn đang được U22 Malaysia tạo ra. Rất đáng tiếc khi tình huống dứt điểm này của Mukhairi đã không thành bàn. Lấp bập và như vậy đã có bàn thắng thứ 3. Không thể hiểu nổi các cầu thủ phòng ngự của Singapore đã làm gì trong tình huống này. Những pha xử lý có lẽ là như mơ ngủ của các cầu thủ Singapore. Và người mắc lỗi vừa rồi là cầu thủ mang áo số 5 Kiran Chia. Một cú đúp trong trận đấu dành cho tiền đạo Saravanan. Một pha xử lý quá ẩu. Thay vì phá bóng lên thật mạnh ở phía trên thì cầu thủ mang áo số 5 Kiran Chia lại cố gắng để chuyền bóng cho người đồng đội ở phía bên cánh. Và sai lầm đó đã khiến cho đội bóng của anh phải nhận bàn thua thứ 3. Trong hiệp 1 phải mất 15 phút, lưới của cầu thủ U22 Singapore mới bị rung lên. Còn hiệp 2 mới chỉ trôi qua được chưa đầy 3 phút. Họ đã tiếp tục khiến cho thủ thành Azin phải vào lưới nhặt bóng. Và có vẻ như con số 3 bàn thua chưa dừng lại đối với cầu thủ Singapore ở trong trận đấu này. Đây là trung vệ Kiran Chia, người đã có pha xử lý quá bất cẩn. Lịch thi đấu quả thực là không ủng hộ cầu thủ U22 Malaysia. Nếu như ở hai lượt trận đầu tiên họ lần lượt gặp U22 Lào và U22 Singapore thì có thể là tâm thế của cầu thủ Malaysia khi đối đầu với U22 Thái Lan và U22 Việt Nam sẽ khác nếu như họ có được 6 điểm tuyệt đối sau hai lượt trận. Còn với lịch thi đấu cụ thể ở bảng B, sau trận đầu ra quân gặp U22 Lào và giành chiến thắng tưng bừng 5-1, cầu thủ U22 Malaysia lần lượt gặp U22 Thái Lan rồi tới U22 Việt Nam của chúng ta và họ đều đã để thua, và khiến cho dù trận đấu này U22 Malaysia có thắng với tỷ số là bao nhiêu đi chăng nữa thì họ cũng không còn cơ hội để cạnh tranh tấm vé đi tiếp, khi mà khoảng cách giữa U22 Malaysia với hai đối thủ xếp trên là U22 Việt Nam của chúng ta và U22 Thái Lan là 6 điểm. Huấn luyện viên Philippe vẫn chưa thể tìm ra phương án để giúp cho các trò thi đấu khởi sắc hơn. U22 Singapore đang chơi với một hàng tiền vệ răng ngang 5 cầu thủ, thi đấu theo chiều ngang của sân. Nhưng những khoảng trống ở giữa các tuyến của họ là tương đối rộng. Và U22 Malaysia đang khai thác rất tốt những khoảng trống này. Trọng tài đã cắt còi. Kiran Chia một lần nữa lại nằm sân. Trong hiệp 1 anh đã phải nằm sân với những dấu hiệu bị căng cơ. Còn lần này là một tình huống phạm lỗi từ phía cầu thủ bên phía U22 của Malaysia. Đó là tình huống vào bóng và phạm lỗi của tiền đạo Alip Iswan. Có lẽ điều mà những fan trung lập quan tâm trong khoảng thời gian còn lại của trận đấu là liệu cầu thủ Singapore có được bàn thắng danh dự hay không mà thôi. Còn chiến thắng ở trong trận đấu ngày hôm nay thì thật khó để có thể thoát khỏi tay của thầy trò huấn luyện viên Elavarasan. Đến thời điểm này thì cục diện tại bảng A môn bóng đá nam SEA Games 32 đang ngã ngũ. U22 chủ nhà Campuchia đã phải ngậm đắng nuốt cay dừng bước ở vòng bảng sau khi đã để thua trước đối thủ cạnh tranh trực tiếp U22 Myanmar ở lượt trận áp chót của vòng bảng. Và bảng A, hai đội giành quyền vào bán kết là U22 Indonesia đứng đầu bảng và U22 Myanmar đứng nhì bảng. Và đối thủ của U22 Indonesia và U22 Myanmar tại bán kết sẽ được xác định sau trận đấu giữa đội tuyển U22 Việt Nam của chúng ta và đội tuyển U22 Thái Lan vào lúc 19 giờ tối nay theo giờ Việt Nam. Và xin được lưu ý với quý vị khán giả thêm một lần nữa là ngoài việc theo dõi và cổ vũ những diễn biến của môn bóng đá nam trên kênh VTV5, quý vị có thể theo dõi và cổ vũ cho các đội bóng môn bóng đá nam trên các nền tảng số chính thức của Đài Truyền Việt Nam như là app VTV Go hay là kênh YouTube VTV Thể Thao. Chúng ta cùng xem lại tình huống phải nhận thẻ của cầu thủ bên phía U22 Singapore, trung vệ Inhan. Không thể làm khó được hàng phòng ngự của U22 Malaysia với những tình huống triển khai đơn giản như vừa rồi. Một quả treo bóng bổng cực kỳ dễ đoán với các cầu thủ U22 Singapore. Một tình huống phất bóng dài, khống chế rất gọn gàng, đưa bóng vào trong. Đường chuyền sệt, cơ hội dành cho U22 Malaysia, dứt điểm, không vào, vẫn còn. Và mảnh lưới của U22 Singapore đã rung lên. Một cú hat-trick của cầu thủ mang áo số 14. Số 13 Saravanan. Hãy cùng xem lại pha bóng này. Mất tới 2 lần dứt điểm. Nhưng cuối cùng thì các cầu thủ U22 Malaysia cũng đã có được cho mình bàn thắng. Một cú hat-trick của cầu thủ mang áo số 13 Saravanan. Hai bàn thắng thứ hai và thứ ba dành cho Saravanan đều là những pha dứt điểm cận thành quá dễ dàng. Trong cú hat-trick của mình có được tới thời điểm này thì bàn mở tỷ số của Saravanan vẫn là pha xử lý ấn tượng nhất, đẳng cấp nhất. Một pha xử lý tự tin trong vòng vây của 4 cầu thủ áo đỏ và còn cả thủ môn của U22 Singapore nữa, nhưng anh đã thực hiện một cú cứa lòng chạm mép trong cột dọc khung thành đối phương và mở tỷ số. Thực sự thì đây là trận đấu cầu thủ U22 Singapore đang cho thấy một tinh thần thi đấu rệu rã, một tinh thần thi đấu thậm chí còn kém hơn so với khuôn khổ của một trận đấu giao hữu. Chấm rất quyết liệt. Cố gắng để dứt điểm, không thành công, vẫn đang là cầu thủ Singapore. Và giải pháp cuối cùng được đưa ra là một cú dứt điểm từ xa của tiền đạo số 9 Muhammad Yazid. Sẽ có sự thay đổi người bên phía U22 Singapore. Cầu thủ áo số 19 Adam Sifdi sẽ vào sân để thay thế cho số 20 Mohamed Inhan. Mohamed Inhan trước đó đã phải nhận một tấm thẻ vàng và anh cũng không thể hiện được quá nhiều trong những phút có mặt trên sân. Chọc khe tốt. Chút nữa đã có bàn thắng thứ 5 dành cho cầu thủ O2 Malaysia sau pha xử lý khá hài hước của thủ thành Azin. Chúng ta cùng xem lại. Nỗ lực chuyền bóng vào trong cho đồng đội là của Siahi và đương nhiên vị trí mà anh muốn chuyền tới là vị trí của tiền đạo Hakimi. Nỗ lực ngăn cản vừa rồi của Kiran Chia đã khiến cho anh có lẽ là đang khó thở thời điểm này. Một đường chuyền với lực khá căng vào thẳng vùng ức của trung vệ mang áo số 5 Kiran Chia và khiến cho anh hiện tại chưa thể tiếp tục đứng dậy để thi đấu. Đã có khá nhiều những cầu thủ của Singapore được cho khởi động, nhưng cho tới lúc này thì vẫn chưa có ai vào thay cho Kiran Chia. Lần thứ 3 trong trận đấu ngày hôm nay thì Kiran Chia phải cần tới sự chăm sóc của các nhân viên y tế, nhưng anh vẫn đang được giữ lại trên sân. Quả đá phạt góc của Mukhairi. Một tình huống va chạm bằng đầu khá mạnh và đang khiến cho một cầu thủ của U22 Malaysia bị đau. Người đang bị đau có lẽ là Ahmad Zikri. Số 14 của U22 Malaysia đã có thể đứng lên và tiếp tục thi đấu sau tình huống va chạm vừa rồi. Thi đấu không hề tốn sức một chút nào, nhưng với một sự chuẩn bị, với một tinh thần thi đấu nghiêm túc hơn, với một dàn cầu thủ có chất lượng chuyên môn đồng đều hơn, cầu thủ U22 Malaysia đang có được một thế trận áp đảo. Xin được nhắc lại với quý vị là 4 bàn thắng dành cho U22 Malaysia đến thời điểm này vẫn còn là quá ít so với số cơ hội nguy hiểm mà họ đã tạo ra. Đường chuyền của Andrew Jong. Andrew Jong được đẩy lên cao đá như một tiền vệ cánh phải, nhưng ngày hôm nay anh chưa hỗ trợ được gì trong khả năng tấn công của cầu thủ Singapore. Fatula, Andrew Jong, cơ hội đỡ hụt bóng rất đáng tiếc. Tình huống đỡ hụt bóng là của tiền đạo Nicky Marvin. Không có gì khó khăn đối với thủ thành Azim Al-Amin. Một ngày làm việc quá nhàn nhã của thủ môn Muhammad Azim bên phía U22 Malaysia. Anh hầu như không phải đối mặt với quá nhiều những tình huống nguy hiểm bên phía U22 Singapore. Và pha treo bóng vừa rồi mới là tình huống đầu tiên mà thủ môn này phải trổ tài. đã ra ngoài sân. Hakimi đã không thể có một tình huống khống chế thành công. Bị dẫn tới 4 bàn. Bây giờ thì chúng ta mới thấy những sự khẩn trương hơn tới từ các cầu thủ Singapore. Nhưng ngay cả khi có bóng thì họ vẫn tỏ ra quá thiếu ý tưởng trong những tình huống triển khai của mình. Cơ hội để nâng tỷ số lên 5-0 dành cho U22 Malaysia. Rất đẹp. Và đã có bàn thắng thứ 5 cho đội bóng áo vàng. Bàn thắng thứ 4 của số 13 Saravanan. Một trận đấu quá thành công của Saravanan. 4 bàn thắng trong trận đấu ngày hôm nay. Chúng ta cùng xem lại tình huống phá bẫy việt vị và dứt điểm của Saravanan. Bóng cũng đã hơi chạm tay của thủ thành Azin, nhưng chừng đó là chưa đủ. Và đây là tình huống mà Andrew Jong, tiền vệ cánh phải của cầu thủ Singapore, cũng đã rất nỗ lực để theo kèm. Nhưng anh đã bị thất thế khi đua tốc độ. Và một trận đấu quá tưng bừng của Saravanan. Năm bàn thắng dành cho Malaysia và 4 trong số đó thuộc về Saravanan. Saravanan chỉ cần nguyên trận đấu ngày hôm nay và đến thời điểm này thôi, anh đã vươn lên để chia sẻ với hai cây săn bàn khác trong danh sách vua phá lưới của SEA Games lần này. Đó là tiền đạo Nguyễn Văn Tùng của U22 Việt Nam và tiền vệ Fasha của U22 Indonesia. Và khoảng thời gian gần 20 phút còn lại vẫn còn cơ hội để cho cầu thủ áo số 13 này có thể tiếp tục ghi bàn nếu như anh còn góp mặt ở trên sân. Saravanan, một trận đấu mà đến thời điểm này 4 bàn thắng đang giúp cho anh thi đấu với một sự hưng phấn cao hơn rất nhiều. Không được, đường chuyền khá vô duyên, không ai theo kèm và quá thoải mái về tâm lý, nhưng đường chuyền lại không tới được vị trí của đội trưởng Mukhairi. Ngôi sao của trận đấu ngày hôm nay chắc chắn không ai khác sẽ là tiền đạo áo số 13 Saravanan. Không ai nghĩ là trận đấu ngày hôm nay anh có thể lập được cuộc poker 4 bàn thắng khi mà đồng hồ mới chỉ điểm sang phút thứ 63. Còn đây là tiền đạo Alip Iswan. Trong số 3 tiền đạo của Malaysia trận đấu ngày hôm nay thì đây là người được bố trí đá cao nhất. Nhưng thực tế thì Iswan chưa có một pha bóng nào đáng chú ý, mà cả 5 bàn thắng của Malaysia đến thời điểm hiện tại đều thuộc về hai tiền đạo khác. Trong đó có 4 bàn thắng thuộc về Saravanan và bàn còn lại do công của tiền đạo áo số 22 Hakimi. Thời gian của trận đấu còn lại khá nhiều, nhưng dường như cao thủ muốn trận đấu kết thúc ngay ở thời điểm hiện tại, đặc biệt là đối với cao thủ U22 Singapore. Ruben. Đường truyền không cho đồng đội nào cả của cầu thủ chạy cánh trái Ruventhiran. Bây giờ thì các cầu thủ U22 Malaysia mới có sự điều chỉnh ở vị trí trung phong cắm. Số 10 Alip Iswan bị chấn thương và anh sẽ phải rời sân để nhường vị trí cho cầu thủ Mao số 18. Số 15 Fergusoni. Đây là cầu thủ mang trong mình hai dòng máu Scotland và Malaysia. Nguy hiểm. Không vào. Bóng rời sang ngang. Đó có lẽ là cơ hội lại dành cho Saravanan. Dấu ấn đầu tiên chỉ giây sau khi vào sân của Fergusoni. Chỉ cần một trận đấu ngày hôm nay thôi, cơ hội để Saravanan có thể trở thành vua phá lưới của SEA Games 32 là rất lớn nếu như anh tận dụng được những cơ hội ngon ăn mà mình đã có được. Nếu như Saravanan trở thành vua phá lưới của SEA Games năm nay thì đó sẽ là một kịch bản khá trớ trêu khi mà đội bóng có vua phá lưới lại phải dừng bước ngay từ vòng bảng. Trận đấu quá thành công của cầu thủ mang áo số 13. Anh đóng góp 4 bàn thắng và một đường kiến tạo. Suýt chút nữa thì đã có bàn thắng thứ 5 cho Saravanan. Và lần thứ 3 bóng đã tìm tới xà ngang khung thành của U22 Singapore. Lúc này chúng ta thấy những cổ động viên của U22 Việt Nam đang tới sân ngày càng nhiều. Trận đấu cuối cùng của bảng B môn bóng nam SEA Games 32 xin được nhắc lại với quý vị là sẽ diễn ra vào lúc 19 giờ tối nay theo giờ Việt Nam. Trận đấu giữa U22 Việt Nam của chúng ta, những nhà đương kim vô địch SEA Games môn bóng nam và đối thủ là U22 Thái Lan. Một trận đấu mà thầy trò huấn luyện viên Philippe buộc phải giành chiến thắng nếu muốn có được vị trí đứng đầu bảng đấu. Tierney. Có lẽ bóng đã ở bên ngoài sân. Tiếng còi đã cất lên và bàn thắng vừa rồi là không hợp lệ. Thể lực của một cầu thủ vào sân từ băng ghế dự bị giúp cho Fergusoni luôn rất mạnh mẽ trong những quyết định đi bóng của mình. Rõ ràng là bóng đã đi hết đường biên ngang. Quyết định chính xác của trọng tài Arami Hassan. Đấu đang diễn ra phút thứ 70 và tỷ số đang là 5-0 nghiêng về phía U22 Malaysia. Sẽ là một lời chia tay đẹp được các học trò của huấn luyện viên Elavarasan tại SEA Games năm nay. Đây là trận đấu thứ 2 tại SEA Games 32. Các chân sút của Malaysia làm rung mảnh lưới của đối phương ít nhất là 5 lần. Trận đầu tiên mở màn vòng bảng, họ đã giành chiến thắng 5-1 trước U22 Lào. Và ngày hôm nay, khi mà thời gian còn lại của trận đấu vẫn còn khoảng hơn 20 phút nữa, U22 Malaysia cũng đã khiến cho mảnh lưới của U22 Singapore bị rung lên 5 lần. Đường chuyền của Ribery, Harith. Đường chuyền hỏng của trung vệ Harith và cơ hội phản công dành cho cầu thủ Malaysia. Rizan quá chậm. Harith Rizan, đội trưởng của Singapore đã có cơ hội để tổ chức phản công, nhưng pha xử lý bất cẩn của anh đã giúp cho Zikri giành lại quyền kiểm soát bóng cho cầu thủ Malaysia. Ruventhiran. Dứt điểm, không vào. Một cú dứt điểm rất quyết đoán của cầu thủ mang áo số 2 Ruventhiran. Những sự tự tin tới từ mọi vị trí trên sân của U22 Malaysia. Còn với U22 Singapore, họ có lẽ đang cố gắng đưa những cầu thủ chưa được thi đấu nhiều vào sân để tận hưởng cảm giác SEA Games. Chứ nỗ lực để tìm kiếm một trận hòa bây giờ là bất khả thi rồi. Akin, cầu thủ áo số 12 là người vào sân để thay thế cho tiền đạo áo số 15 Nicky Marvin. Zikri đánh đầu, bóng chạm đầu của Fergusoni. Một ngày làm việc quá nhàn nhã của thủ thành Azim Al-Amin bên phía U22 Malaysia. Zikri, Tierney vừa vào sân nên còn rất khỏe. Pha qua người kỹ thuật của Fergusoni. Quá lạm dụng cá nhân trong pha đi bóng vừa rồi. Sau nhịp qua người đầu tiên, anh hoàn toàn có thể chuyền bóng cho người đồng đội Azam Azmi đang di chuyển rất thoáng ở trong khu vực 16m50. Nhưng Tierney lại quyết định dấn thêm một nhịp sâu nữa vào trong khu vực cấm địa và đã bị hậu vệ của đối phương bắt bài. Tiếp theo là quả phạt góc dành cho cầu thủ Malaysia. Và người thực hiện là đội trưởng Mukhairi. Nếu như có điều gì đó đáng tiếc cho U22 Malaysia trong trận đấu này thì có lẽ đó là việc đội trưởng của họ Mukhairi chưa thể lập công. Ở trận đấu mà cầu thủ này đã có rất nhiều những tình huống dứt điểm nguy hiểm và đóng góp rất nhiều vào lối chơi của đội bóng áo vàng. Tiếp tục là một cú dứt điểm từ xa. Đưa bóng vào trong. Tình huống bóng lập bập. Vẫn chưa thể có tình huống ra chân cuối cùng dành cho U22 Malaysia. Cơ hội. Gần như toàn bộ cầu thủ Singapore đã có mặt trước khung thành của thủ môn. Hướng thoát pressing tốt của các cầu thủ Malaysia. Cơ hội. Thời gian còn lại vẫn là quá nhiều để U22 Malaysia tìm kiếm bàn thắng thứ 6. Sẽ có 3 sự thay đổi người bên phía U22 Malaysia với các cầu thủ gồm có số 8 Adam Fahan, số 18 Darin Sam và số 20 Aiman Afif chuẩn bị được tung vào sân. Số 20, Aiman Afif là người sẽ vào sân để thế chỗ cho Siahi. Thời gian còn lại của trận đấu vẫn còn hơn 15 phút nữa. Và chúng ta vẫn có cơ sở để hy vọng được chứng kiến thêm các bàn thắng đến trong quãng thời gian còn lại. Đây đang là khoảng thời gian các cầu thủ được nghỉ để tiếp nước và làm mát quãng thời gian cooling break. Đây là ngôi sao sáng nhất của trận đấu, Saravanan. Saravanan đã có 4 bàn thắng, đã có một tình huống dứt điểm trúng xà ngang và còn nhiều cơ hội nguy hiểm khác nữa. Chúng ta đang được xem lại những tình huống ghi bàn dễ dàng của tiền đạo áo số 13 Saravanan. 4 pha lập công khi đồng hồ chỉ sang phút thứ 63. Một con số ấn tượng của tiền đạo này. Nhưng nó cũng phản ánh một thực tế là hàng phòng ngự của cầu thủ U22 Singapore thi đấu như mơ ngủ. Như vậy là Saravanan đã được cho ra nghỉ. và anh cũng cảm thấy không tiếc nuối. Azin quá mạo hiểm, chia đi. Quả đá phạt dành cho cầu thủ U22 Malaysia. Một tình huống buộc phải kéo người của tiền vệ phòng ngự Jared Sin. Anh đã có pha xử lý quá bất cẩn, và nếu như không phạm lỗi với chia đi thì đó sẽ là một tình huống 3-2 cực kỳ nguy hiểm dành cho cầu thủ Malaysia. Một pha phạm lỗi kéo người cần thiết của Jared Sin để ngăn cản bàn thua tiếp theo đến với đội nhà. Một cự ly, một góc sút, và với những cầu thủ có khả năng sút phạt hàng rào tốt thì đây chẳng khác gì là một quả penalty thứ hai. Ruventhiran và đội trưởng Mukhairi đang là hai người đứng trước quả đá phạt này. Ruven, bóng đã đi trúng vào hàng rào chắn. Bóng đập vào người của cầu thủ vào sân thay người, cầu thủ mang áo số 12 Mohamed Akin. Tiếp tục là Akin xuất hiện trong tình huống cản phá vừa rồi. Nỗ lực xâm nhập vòng cấm của Darin, một cái tên khác vừa vào sân. Darin, được chuyền của Zikri, dứt điểm, rất nguy hiểm. Cú bắt volley cực nhanh của Adam Fahan. Những dấu ấn sau khi vào sân của những cầu thủ từ băng ghế dự bị bên phía U22 Malaysia vẫn còn đang rất dồi dào về mặt thể lực. Cả 4 cầu thủ vào sân. Đó là tiền đạo Chiani, mang số 15, cầu thủ mang số 8 Fahan vừa thực hiện cú volley, và cả Darin số 18 cũng như là số 20 Aiman Afif đều đã có những phút thi đấu để lại những dấu ấn chỉ ít phút sau khi được tung vào sân. Và ở trên sân lúc này, hậu vệ của cầu thủ U22 Singapore, đó là Fergusoni, là người đang bị đau. Một trận đấu thất bại toàn diện của huấn luyện viên Philippe cùng với các học trò của mình. Họ có một lời chia tay rất đáng buồn với SEA Games 32. Bóng đá Singapore đã trải qua 7 trận đấu liên tiếp không thể giành chiến thắng, trong đó có tới 6 thất bại. Và bây giờ có thể sẽ là thất bại thứ 7 của họ chỉ trong một thời gian rất ngắn. Phạm lỗi. Tình huống phạm lỗi vừa rồi là của Gallagher. Zikri. Các cầu thủ ra sân ngay từ đầu có lẽ không có nhiều động lực trong khâu ghi bàn, nhưng những cầu thủ vừa được tung vào sân ở trong hiệp 2 của U22 Malaysia đang muốn chứng tỏ năng lực của mình trên sân với huấn luyện viên Elavarasan. Zikri. Và phối hợp hậu thành công giữa Zikri và Ahan. Trên các khán đài của sân vận động Hoàng Tử, chúng ta thấy đến thời điểm này, khi mà vẫn còn gần 1 tiếng rưỡi đồng hồ nữa trận đấu giữa U22 Việt Nam và U22 Thái Lan mới diễn ra, nhưng số lượng những cổ động viên của đội tuyển U22 Việt Nam đang là rất đông. cổ động viên của bóng đá Việt Nam chỉ thua về số lượng so với cổ động viên của chủ nhà Campuchia mà thôi. Tại Campuchia, đội tuyển bóng đá nam U22 Việt Nam hay là đội tuyển bóng đá nữ của huấn luyện viên Mai Đức Chung nhận được sự cổ vũ cuồng nhiệt của những cổ động viên hoặc là người Việt Nam đang sinh sống và làm việc tại Campuchia hoặc di chuyển từ Việt Nam sang để cổ vũ. Zikri, cú cứ lòng chân trái rất kỹ thuật của hậu vệ cánh phải này. Pha phối hợp như đã tập giữa Zikri cùng với Fergusoni. Và sẽ có thêm một sự thay đổi người nữa bên phía cầu thủ Malaysia. Cầu thủ mang áo số 4 là người cuối cùng được vào sân, đó là Azin. Azin vào sân để thay thế cho Ruventhiran. Một màn chia tay không thể ấn tượng hơn của cầu thủ U22 Malaysia với SEA Games 32 này. Họ đã có một chiến thắng 5 sao trước đối thủ. Những pha phối hợp quá rời rạc và thiếu sức sống từ phía cầu thủ U22 Singapore. Họ thậm chí còn không có cơ hội để ghi bàn danh dự ở trong trận đấu ngày hôm nay. Bóng chạm đầu của Siahi. Cả hai đội đều đang thi đấu với một tâm lý mong thời gian còn lại trôi qua càng nhanh càng tốt. Mọi thứ đã an bài ở trong cuộc so tài này. Đường chuyền dài của Azam Azmi. Sau khi vào sân, số 4 Asrin Afiq sẽ đá chám vị trí để lại bên phía hành lang cánh trái của Ruventhiran. Đây là cầu thủ bị chấn thương bên phía U22 Singapore, hậu vệ cánh trái của đội bóng này, Fairuz Bin. Có lẽ hậu vệ mang áo số 11 này đã gặp chấn thương cơ và anh đã phải rời sân bằng cáng. Zikri, Asmin. Thêm một đường chuyền dài nữa của Azam Azmi. Lỗi việt vị. Người đã bị trọng tài bắt việt vị trong tình huống vừa rồi đó là tiền đạo Darin Sam. Vẫn không có một cơ hội rõ ràng dành cho các chân sút bên phía U22 Singapore. Vừa rồi là tình huống thoát xuống của cầu thủ mang áo số 8 bên phía U22 Singapore. Asmin, Zikri. Vẫn là Zikri. Rất nhịp nhàng. Cú sút cuối cùng là rất thiếu chính xác. Đó là cú ra chân vội của Fahan. Sau khi vào sân, chúng ta thấy tiền đạo Fergusoni chơi rất đồng đội. Anh thường xuyên có những pha đi bóng và những pha làm tường để cho đồng đội của mình dứt điểm. Đây là một ví dụ. Cú ra chân của Adam Fahan lại rất thiếu chính xác. Zikri. Thời gian thi đấu chính thức còn lại của trận đấu còn chưa đầy 3 phút nữa. Azin rất trống trải. Aiman, cơ hội chia đi. Một pha cứu thua ngay trên vạch cầu môn. Đó là tình huống cứu thua của Akin. Và đã có bàn thắng thứ 6 dành cho cầu thủ Malaysia. Nụ cười như vỡ òa của đội trưởng Mukhairi sau những tình huống dứt điểm rất tốt trước đó của anh nhưng chưa thể thành bàn. Một ngày thi đấu quá tội nghiệp đối với thủ thành Azin bên phía Singapore. Chúng ta cùng xem lại tình huống giải nguy ngay trên vạch cầu môn của Ribby. Và đây là cú ra chân hiểm hóc của Mukhairi. Trong 6 bàn thua của cầu thủ U22 Singapore đến thời điểm này thì có 2 tình huống tới từ những pha dứt điểm chạm mép trong cột dọc khung thành của thủ môn Azin. Pha đi bóng đã không thể mang lại một cơ hội rõ ràng của Robson. Azin. Trận đấu bước sang phút thi đấu chính thức cuối cùng. Một chiến thắng tưng bừng của cầu thủ U22 Malaysia. Cho dù tiếng còi kết thúc trận đấu vẫn còn chưa vang lên. Đây đang là tỷ số đậm nhất của môn bóng đá nam tại SEA Games 32. 6-0 nghiêng về phía cầu thủ Malaysia. Trong đó có 4 bàn thắng dành cho riêng tiền đạo áo số 13. Saravanan đã được cho ra nghỉ. Và 2 bàn còn lại được ghi do công của Hakimi và đội trưởng Mukhairi. Chia đi. Zikri. Mukhairi. Thời gian bù giờ hiệp 2 lên tới 5 phút. Vẫn là Mukhairi. Azim. Zikri. Fahan di chuyển cài người khá tốt. Nhưng sau đó lại là một tình huống xử lý vụng về của tiền vệ áo số 8 này. Đây là Azai Robson, người vào sân từ mấy ghế dự bị nhưng không thể mang tới những pha bóng tấn công ấn tượng bên phía hành lang cánh trái của U22 Singapore. Chia đi. Hakimi rất nỗ lực. Azin nỗ lực tìm kiếm vận may từ cú sút ngoài vòng cấm của số 4 Azin. Thực sự là nếu như lịch thi đấu thuận lợi, cầu thủ U22 Malaysia hoàn toàn có thể gây ra những khó khăn nhất định cho U22 Việt Nam của chúng ta và U22 Thái Lan. Nếu như hai lượt trận đầu tiên họ sẽ được đối đầu với U22 Lào và sau đó là U22 Singapore. U22 Malaysia sở hữu trong đội hình những cầu thủ có thể hình, có kỹ thuật khá tốt. Nhưng điều quan trọng là những cầu thủ này không có được sự ổn định. Và đặc biệt là trong 2 trận đấu quan trọng nhất. Bởi ở bảng đấu này, ngay cả trước khi bóng lăn thì giới chuyên môn đã sớm đưa ra nhận định là trong số 5 đội thì 3 đội U22 Việt Nam, U22 Thái Lan và U22 Malaysia sẽ là 3 đội cạnh tranh trực tiếp 2 tấm vé giành quyền đi tiếp vào bán kết. Còn những đối thủ còn lại ở bảng đấu đó là U22 Lào và U22 trong một bảng đấu với sự góp mặt của đương kim vô địch SEA Games như là U22 Việt Nam với một cái nồi bóng đá số 1 của khu vực Đông Nam Á như là Thái Lan, và với một nền bóng đá cũng đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng cho SEA Games 32 như là Malaysia, thì U22 Lào hay là U22 Singapore thật khó để có cơ hội cạnh tranh những tấm vé vào bán kết ở bảng đấu này. Trong khi ở bảng đấu còn lại ở bảng A, cầu thủ U22 Indonesia thực sự là vượt trội. Họ toàn thắng ở cả 4 trận đấu tại vòng bảng. Và đó là quả ngọt mà bóng đá Indonesia được gặt hái sau khi họ đã chấp nhận trong những năm gần đây để cho lứa trẻ được lên đá ở đội tuyển quốc gia. Bàn thắng thứ 7 đã tới với các cầu thủ U22 của Malaysia. Pha ghi bàn khá dễ dàng của số 20 Aiman Afif. Chúng ta vừa được chứng kiến góc máy quay cận gương mặt của thủ môn Azin, người tội nghiệp nhất ở trong trận đấu ngày hôm nay. Chúng ta hãy cùng xem lại một pha di chuyển phá bẫy việt vị và thực hiện cú dứt điểm quyết đoán của cầu thủ vào sân thay người số 20 Aiman Afif. Bàn thắng nâng tỷ số lên 7-0 của Aiman Afif đến ở phút bù giờ thứ 4 của hiệp 2. Và đây đang là những giây đá bù giờ cuối cùng. Một bàn thắng danh dự cũng không thể tới với cầu thủ U22 Singapore ở trong trận đấu ngày hôm nay. Zikri. Azin. Những phút cuối thì Zikri đang hoạt động rất rộng. Lúc thì anh đã ở vị trí trung tâm của hàng phòng ngự, lúc thì dâng cao tấn công như là một tiền vệ biên. Fahan. Có lẽ trận đấu sẽ khép lại với tỷ số là 7-0 nghiêng về phía cầu thủ Malaysia. Và đúng như vậy, trong tay người Iran, ông Akrami Hassan đã nổi còi kết thúc trận đấu. Kết quả chung cuộc, cầu thủ U22 Malaysia đã tạo nên chiến thắng đậm nhất đến thời điểm này tại SEA Games 32 môn bóng đá nam. Họ giành chiến thắng thuyết phục 7-0 mà không quá tốn sức trước cầu thủ U22 Singapore trong trận đấu cả hai chia tay với SEA Games 32 tại Campuchia. Trong 7 bàn thắng dành cho cầu thủ U22 Malaysia thì có tới 4 bàn thắng dành cho riêng tiền đạo Mao số 13 Saravanan, và 3 bàn thắng còn lại được chia cho 3 cầu thủ, đó là Hakimi, là đội trưởng Mukhairi, và bàn cuối cùng được ghi ở phút bù giờ thứ 4 của hiệp 2 do công của cầu thủ vào sân thay người Aiman Afif. Một màn chia tay với SEA Games 32 ấn tượng của thầy trò huấn luyện viên Elavarasan. Quý vị khán giả thân mến, buổi tường thuật của Đài Truyền Nam trận đấu giữa U22 Malaysia và U22 Singapore trong khuôn khổ lượt trận thứ 4, lượt trận cuối cùng của bảng B môn bóng đá nam SEA Games 32 xin được dừng lại ở đây. Cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi. Và xin được lưu ý với quý vị là vào lúc 19 giờ tối nay theo giờ Việt Nam, U22 Việt Nam sẽ thi đấu trận đấu cuối cùng tại vòng bảng gặp U22 Thái Lan. Trận đấu có tính chất quyết định ngôi vị nhất và nhì bảng đấu và xác định được đối thủ tại bán kết. Trận đấu bóng lăn vào lúc 19 giờ nhưng trước đó khoảng 45 phút, tức là sau đây khoảng gần 20 phút nữa sẽ là chương trình bình luận trước trận đấu.